biển lầy chi bao đền hồng ân chùa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và tròn con đi làm đuông sáng chiếu soi trần gian, cho con say tình bên và nay con xin đến một đời chung trinh làm mùi đất ướp cho mặn đời. Cảm ơn biển lầy chi bao đền hồng ân chùa cao vời, Chúa đã làm cho con, trao cho con lời Chúa, dù đời con
biết con rồi, con lang thang một đời, lệ nhiều hơn tiếng cười, buồn nhiều hơn niềm vui. Chúa biết con từ lâu, một đời với lo âu, xin tình Chúa nhiệm màu, còn mãi thắm sâu. Con đi qua ngàn muôn đắng cay, xin cho con tin Ngài dù trần gian. Vậy các thần khi do quân của Chúa
con sự sức năng của người sống tuyên bình minh đệ và trang trì công việc để sức năng trở thành khi tôi đủ chưa? Thưa con đã còn không rỡ cầu cho người sự con này trước mặt Thiên Chúa, con có thấy người sự con này xứng đáng để nhận các vinh hay thay con không? Thưa con xin chúng mình xứng đáng. Ông đã làm chứng cho người sự con này, vậy ông có sẵn sàng dùng lời nói và phương xa và tiếp tục giúp đỡ người này sống đức tin và phục sự Chúa không? Thưa sẵn sàng. Lạy Chúa lại cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho tôi tới đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, người này đọc lại tiếng Chúa kêu mời, về xin Chúa thánh thương ban cho người này được thân mang tới Chúa và tất ý tình yêu thương của Chúa. Nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống được cùng với người trong tâm tình một mối và đặc là chúng ta xin lời nguyện xin. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơi đầy ơn chúng ta và người từ lòng ngày lành ngày tâm tình xa xôi và hoang dại để xin đem đón nhận ơn Chúa ơn Chúa độ của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn thần thương trên tôi lớn tôi đây để nhờ ngài đứng dậy họ không còn nghe tới gọi của đời khi tôi khi Chúa ngài ngài ơi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tôi lớn tôi đây nhờ khi thánh thần được mang tay ơn Chúa đi để cùng không là người chúng ta hãy cầu xin cho toàn thể thế giới biết nhận ra tình yêu thương cầu của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu nhờ đó mọi người được trở nên con của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng ngày, Chúa đã sai con một Chúa để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Xin nhớ nhé mọi nhân từ nhìn đến chúng con là những kẻ tội lỗi và ban cho chúng con sức mạnh để đứng vững cả với thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa. Nhờ Đức Kitô chúng con. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho anh để vì anh ấy đã sức chồng muốn cho anh ta có một Chúa Kitô với chúng ta đó là sống nguyên trí đời đời. Chúa Kitô đã chấp nhận lời phúc sự rồi và ngài đã truyền cho các môn đệ này các quan niệm giảng dạy nhân dân rửa tội cho họ nên thiên cha và con và thánh thần vì thế việc cử hành thánh tẩy nên danh Thiên Chúa ban ơn là một điều bình thường và là một điều quan trọng để dấu chúng ta trở thành Kitô hữu đúng. Hôm nay anh Chúa Kitô trọng cũng sẽ được điều hành với những tẩy đem gia đình và con cái của Chúa chúng ta cầu nguyện cho anh lần nữa và quyết định để tồn tại.
ban đầu còn hôm nay nên được đại diện các con anh và một vài đạo sáng áo quân thánh tin rất và chi chúa áo quân tin điều về điều. Anh chị em nhân viên chúng ta hãy xin Thiên Chúa là Cha và Thân Thương đến Thiên Nhớ Chúa ta xin nhân nhận đến Thánh Thầy chỉ người kêu gọi và sở thân Thương Nhớ Chúa đến đây xin người ban ánh sáng và sức mạnh để Thương Nhớ Chúa hiện thân gắn bó Chúa Kim Cô và Quân Sư Đức Tin Công Giáo xin người cũng ban Thánh Thần đến đổi với Thương Nhớ Chúa vì chỉ Thánh Thần là lời mà chúng ta đang bước thật lại xuống thanh quan như vậy. Lạy Chúa là Cha đi nay từ mà chúa thanh tây Chúa đã cho sự sống lớn của con Chúa tôn trào bên trong chúng con. Chúa con xin Chúa cùng Chúa lời nước và thánh thần Chúa bay lên khi chúa về hồ sân thiên tất cả những cái đã chịu bên thầy trong
ban tạo tin làm cho những tin đỡ hơn của linh hồn hôm nay ở nơi chúng ta xuất sắc tham dự. Anh Giuse chú ý rằng anh đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần thân tư tế của người. Giờ đây còn phải nhận Chúa Thánh Thần đã từ xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày đến cuối tuần. Xin các tông đồ và những nhân kế vị phải tăng cho những người lãnh sự thánh này. Để Thánh cũng đã nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần và Thiên Chúa đã hứa ban. Để điều đó có quy trở nên giống Chúa Kitô hơn, hãy làm chính quyền phụ khổ làm và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh. Hầu xin sự nghiệp thể Chúa Kitô trong đức tin và đức tin. Và anh chị em nhân viên, chúng ta hãy cùng xin Thiên Chúa Cha toàn năng đã chúng ta trả lời Chúa Thánh Thần xuống trên người tất cả này. Để Chúa Thánh Thần được phân hệ dồi dào của người, làm cho người đất lòng này đến như vậy và được sức sầu để đến cho Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh trong cơ trước đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban cho Thánh Thần được ca cử đến trong người này, xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí con hiểu và sức mạnh, thần trí suy nghĩ và đạo đức, xin ban cho những người này nên kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong một tiếng hai tâm vô giáo sẽ được bệnh nhân biết sự hồ ý kiến sức thái sẽ có bệnh nhân biết tính thể và các thầy sẽ tham dự và đánh nhận trong quý vị ở trong thánh lễ sắp tới đây. Hãy lắng nghe lời Chúa vì lời Chúa soi dẫn và đánh nhận những tính thể để nuôi giữ linh hồn từ đây đến giữ tâm hồn trong sạch thánh thiện từ lúc con Chúa trong tâm hồn của anh. Chúng ta cùng nhìn vào và ơn Chúa với anh, chúng ta cùng đọc vấn đề ra. Lạy Cha có sự thành cho Đức Mẹ xin thành nhìn giữ anh, chúng ta và những người đã thành Đức Mẹ. Kính thưa Đức Mẹ, 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 Đức Mẹ,
Trước khi bắt đầu thánh tế chiều hôm nay lên Chúa Trần xuống, tôi xin được giới thiệu cộng đoàn tín hữu của chúng ta đang đón nhận hôm nay với sự hiện diện của một tân tập, đó là anh Luce Trần Hữu Trọng. Anh đang cùng với quý thân nhân ngồi hàng ghế đầu, anh đã vừa được rửa tội, vừa được kiểm sức, và đây là thánh lễ đầu tiên anh được tham dự để là đức lễ lần đầu tiên với những khách là kỳ lưu đủ. Một bài tập một quan trọng hôm nay để chúng ta cũng chào mọi người. Kính thưa Cha và Con và Thánh Thần. Vì sự nhân sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân ơn nguyện của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin nhờ Chúa Thánh Thần hiện xuống và giáo hội chúng ta được khai sinh, và nhờ đó tin mừng được lan tỏa nơi khi các tông đồ ra khỏi nơi cổng tiểu đi và các ngài cung chân đi các nơi, dù có phải gặp nguy hiểm, dù phải bắt ớ, dù phải bị chết, các ngài đem tin mừng loan báo cho mọi người trong quân dân, trong đó của chúng ta. Nhờ đó chúng ta được tin và để đến Đức Kitô, xin cho chúng ta cũng được mở lòng ra đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, để rồi đến lượt chúng ta cũng ra khỏi người nhà chúng ta, ra khỏi cái phạm vi của giáo xứ chúng ta, để khi giao tiếp chúng ta biết nhận tình yêu Chúa Kitô đến cho mọi người nơi dân tộc Việt Nam của chúng ta và rất nhiều người chưa biết Chúa. Chính thưa quý vị, điều thứ hai chúng ta nhận thấy
Từ khi Chúa Giêsu bị bắt và bị kết án, chúng ta đã biết rồi, các tông đồ sống trong sợ hãi. Các ngài đã trốn chạy, các ngài đã trốn Chúa, các ngài đã ẩn nấp trong nhà nóng đi vì sợ người Do Thái. Nhưng khi nhận được ơn Chúa thành rồi, các ngài đã làm gì? Các ngài hoàn toàn thay đổi. Các ngài mở tung cửa ra đi lao giảng tin mừng cho mọi người. Bị đe dọa, các ngài vẫn không sợ. Bị đánh đòn, các ngài vẫn kiên cường. Không gì có thể ngăn cản các ngài lao giảng làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Và sau cùng tất cả các ngài đã chịu đổ máu hiến dâng mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. Ơn Chúa tận thân là người, ngài đã biến con người mỏng giòn yếu đuối trở nên vững mạnh, ngài đã biến con người yếu nhát nên càng đại. Và một điều nữa, chúng ta nhận thấy sự đổi mới mà Chúa cần thực hiện, đó là đổi mới trái tim các tông đồ. Trước khi các ngài và ban lại những ước mơ trần đổi đi theo Chúa đó, khi không có ý tưởng mà như Chúa muốn, mà đi theo Chúa để hy vọng được quyền cao chức trọng, mong được ngồi bên tả bên hữu Chúa, tranh giành nhau chỗ cao chỗ thấp. Có thể nói trước kia các ngài theo Chúa vì bản thân, vì chính các ngài. Các ngài chưa yêu đến Chúa mà yêu chính bản thân mình. Nhưng chúng ta thấy gì? Từ khi được ơn Chúa thật, trái tim các ngài đã hoàn toàn thay đổi. Từ nay các ngài dành trọn trái tim cho Chúa, yêu mến Chúa đến độ sẵn sàng chịu mọi đau khổ, nhất là sẵn sàng chịu chết vì dân Chúa. Chỉ ơn Chúa thật thật lạ lùng đã biến đổi đến trái tim sai đá thành những trái tim mỏng kỳ, đã biến đổi đến trái tim ích kỷ thành những trái tim yêu thương. Kính thưa cộng đoàn của Chúa, đặc biệt với anh tân và phu xe dù chú trọng tham dự thánh lễ một ngày tại đây, anh vừa được lãnh nhận cái thánh tẩy và được trở nên con cái của Chúa. Và với những người trưởng thành, anh vừa được lãnh nhận Chúa thánh tẩy, để từ đây anh không còn chỉ sống đức tin cho bản thân mình mà có nhiệm vụ phải làm trước đức tin bằng đời sống của mình, bằng đời sống cầu nguyện, đời sống hy sinh, nhất là bằng đời sống ban ái yêu thương. Và tất cả chúng ta ngồi đây cũng vậy, chúng ta được lãnh nhận cái tinh thần thêm sức để chúng ta được làm chứng cho Chúa. Nhưng chúng ta nhìn lại sắp đời sống của mình quá nhiều yếu đuối, chính cho chúng ta không nghe hiểu lời Chúa, chúng ta không nhận biết thánh ý Chúa, ý chí ta bàn nhường không đủ sức và không muốn làm việc lành, ngại làm việc lành, thể nhát không dám làm chứng cho Chúa. Trái tim chúng ta nhớ hết vì những ích kỷ nhỏ nhen, vì những ham muốn trần tục, vì tội lỗi của bản thân. Bởi vì chính vì chúng ta biết mở lòng ra và công tác biết ơn của Chúa lên nhận, trên hôm nay qua ơn của các tông đồ, các ngài cũng là những người mỏng giòn yếu đuối ấy đã nêu gương cho chúng ta, đó là hãy mở lòng ra để Chúa thần tác động. Chúng ta hãy tha thiết xin Chúa thần đến với mỗi người chúng ta, mặc dù chúng ta biết nhận nhưng ta vẫn lãng quên ngài, không cầu nguyện với ngài và không để ngài hoạt động nơi chính chúng ta. Vậy chúng ta để Chúa thần đến với chúng ta, đổi mới xưa cũ của chúng ta, để cho ta thấu hiểu lời Chúa hơn, thấu hiểu thánh ý Chúa hơn, thánh ý Chúa muốn chúng ta thực hiện trong đời, để chúng ta mạnh mẽ can đảm để làm chứng cho Chúa hơn trong đời sống, để trái tim chúng ta được thanh nguyện, để biết đừng có chỉ chú trọng cho bản thân mình
mà phải quảng đại cho đi dân hiến công hộ mọi người vô kỳ lợi. Chính khi chúng ta làm như vậy, đó là chúng ta đang để cho những thần tác động và biến đổi nơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện lạy Chúa Thánh Thần xin sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, từ một điều vượt qua của Đức Kitô, xin Chúa đã ơn đổ Thánh Thần để khai sinh, nuôi dưỡng và giáo dục Hội Thánh qua mọi đời. Chúng ta cùng tha thứ khẩn lại Chúa Cha ơn đổ Thánh Thần trong chúng ta. Lễ Thể Chúa là khai sinh Hội Thánh, xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cùng nhiều nhất xây dựng Hội Thánh và Chúng con thương yêu cầu nhiều kinh tế và
Thank you.
So
chị em.